Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Tư ngày 30 tháng 9 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin đột nhập mạng chính phủ Việt Nam, tội phạm Trung Quốc bị Mỹ tóm cổ. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ hôm 16 tháng 9 cho biết đã bắt hai nghi phạm người Malaysia và phát lệnh truy nã 5 hacker là công dân sống ở Trung Quốc. Đáng chú ý là nhóm hacker này từng tấn công thành công mạng chính phủ Việt Nam. Hai doanh nhân người Malaysia bị bắt vào ngày 14 tháng 9 theo yêu cầu của Mỹ với cáo buộc thông đồng với các hacker Trung Quốc để thu lợi từ việc tấn công các công ty video game của Mỹ. Đây là hình ảnh chụp màn hình thông cáo ngày 16 tháng 9 của Bộ Tư pháp Mỹ vì việc bắt giữ hai nghi phạm người Malaysia và phát lệnh truy nã 5 hacker Trung Quốc. Còn 5 hacker Trung Quốc đã từng tấn công mạng liên quan tới 100 công ty ở Mỹ và nước ngoài. Đáng quan tâm, các hacker này cũng bị cáo buộc đã từng xâm nhập được vào mạng vi tính thuộc chính phủ Việt Nam và Ấn Độ. Nhóm này cũng đã tấn công nhưng không thể xâm nhập mạng của chính phủ Anh. Họ đã dùng các công cụ chuyên dụng như Acoustic, SQE Map, Cobalt, Stryker. Vào khoảng tháng 9 năm 2018, nhóm này đã xâm nhập được vào các máy tính của chính phủ Việt Nam. Vào năm 2019, nhóm này cũng vào được trang mạng và server thuộc chính phủ Ấn Độ. Nhóm này cũng bị Mỹ cáo buộc tấn công các tài khoản của các nhà hoạt động đòi dân chủ ở Hồng Kông. Theo cáo buộc, nhóm hacker này sống ở Trung Quốc, làm việc cho một công ty có tên là Chengdu 404. Ngoài ra, nhóm tin tặc còn tìm cách tấn công các công ty làm video game để kiếm tiền. Đây là hình ảnh lệnh truy nã hai hacker Trung Quốc là Li Xiaoyu và Dong Jiahe trên trang web của Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI. Tại một buổi họp báo công bố cáo trạng, điệp viên FBI James Dawson đã nói các hoạt động tội phạm kiếm tiền này diễn ra với sự đồng tình ngầm của chính phủ Trung Quốc. Theo báo công nghệ Wired, có thể Bộ An ninh Nhà nước Trung Quốc bắt đầu sử dụng các nhóm hacker tư nhân theo thỏa thuận năm 2014 khi Mỹ và Trung Quốc cam kết ngừng các hoạt động tin tặc nhắm vào các công ty tư nhân. Adam Mayer từ công ty Goldstreet đã bình luận như sau: có thể các tin tặc đã tạo ra một công ty làm thuê cho Bộ An ninh Trung Quốc. Bằng cách đưa hợp đồng ra bên ngoài, người ta có thể kiếm cớ phủ nhận liên quan. Cả 5 tin tặc Trung Quốc đều chưa bị Mỹ bắt giữ. Bộ Tư pháp Mỹ nói cáo trạng vẫn gửi ra thông điệp cứng rắn cho tin tặc Trung Quốc và các cơ quan nhà nước Trung Quốc rằng Mỹ sẽ bắt họ phải chịu trách nhiệm. Trước đó, vào hồi tháng 7, Bộ Tư pháp Mỹ đã buộc tội 2 công dân Trung Quốc tham gia một chiến dịch gián điệp mạng nhằm vào các mục tiêu là nhà thầu quốc phòng, trung tâm nghiên cứu viêm phổi Vũ Hán và hàng trăm nạn nhân khác trên toàn cầu. 2 công dân Trung Quốc bị Mỹ cáo buộc là Liên Xiu, tức là Lý Tiểu Ngọc, 34 tuổi, và Đồng Gia Trí, 31 tuổi, tham gia các hoạt động tin tặc từ hơn một thập niên qua. Ly và Đồng là hai bạn cùng lớp thời đại học tại Thành Đô. Mục đích của các chiến dịch mạng mà hai người này tham gia thực hiện là đánh cắp bí mật thương mại, dữ liệu về thiết kế vũ khí, thông tin dược phẩm, mã nguồn phần mềm và dữ liệu cá nhân. Các hoạt động gần đây nhất của nhóm này nhằm vào các công ty nghiên cứu về ung thư và viêm phổi Vũ Hán. Đại diện công ty an ninh mạng Fear của Mỹ nói rằng qua nhiều năm theo dõi, họ đã phát hiện được nhiều nhóm tin tặc có liên hệ với chính phủ Trung Quốc. Đây là hình ảnh chụp màn hình thông báo vào hôm 21 tháng 7 của Bộ Tư pháp Mỹ tố cáo hai tin tặc người Trung Quốc. Hoạt động của nhóm này thường nhằm vào mục tiêu có thể thu lợi về tài chính hoặc mục tiêu mà chính phủ quan tâm. Kể từ khi virus corona khởi phát tại Trung Quốc vào tháng 12 năm 2019 và bùng phát trên toàn thế giới vài tháng sau đó, các thông tin liên quan đến viêm phổi Vũ Hán đã trở thành mục tiêu săn đuổi của nhiều tổ chức, đặc biệt là chính phủ Trung Quốc. Hoạt động gián điệp mạng của nước này đang ưu tiên vào thông tin liên quan đến phương pháp điều trị và vaccine phòng bệnh. Vào hồi tháng 5, FBI và Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã từng cảnh báo các tin tặc có liên quan đến chính phủ Trung Quốc đang nhắm vào mục tiêu là các tổ chức nghiên cứu vaccine ngừa virus corona. Ben Reed, nhà phân tích đến từ bộ phận phân tích nguy cơ gián điệp Mandiant của công ty an ninh mạng Fear, phân tích sự liên đới giữa chính phủ Trung Quốc với các hacker như sau. Chính phủ Trung Quốc từ lâu đã dựa vào các nhà thầu để tiến hành tấn công mạng. Việc sử dụng cộng tác viên cho phép chính phủ thu hút được các nhân tài đang hoạt động tự do. Đồng thời, khi xảy ra chuyện, họ cũng dễ dàng chối bỏ sự liên quan. Mô hình được miêu tả trong cáo trạng là các nhà thầu thực hiện hoạt động gián điệp mạng vì lợi ích của chính phủ tài trợ và vì lợi ích của chính họ. Điều này
phù hợp với những phát hiện của chúng tôi về các nhóm liên quan tới Trung Quốc, chẳng hạn như nhóm APT41. Quay trở lại việc hacker Trung Quốc đã tấn công mạng của Việt Nam thì đây cũng không phải là chuyện hiếm gặp. Đây là hình ảnh màn hình hiển thị thông tin chuyến bay đã bị hack trong vụ tin tặc Trung Quốc tấn công các sân bay tại Việt Nam vào năm 2016. Năm 2016, các tin tặc Trung Quốc đã thực hiện cuộc tấn công web và hệ thống thông tin sân bay này được đánh giá là lớn nhất từ trước đến nay và hệ thống thông tin hàng không của Việt Nam nhằm chút giận cho việc Trung Quốc thua cuộc trước Philippines trong cuộc chiến pháp lý tại tòa trọng tài thường trực ở La Hay trong vụ án Philippines kiện Trung Quốc về đường lưỡi bò hay còn gọi là đường chín đoạn. Cuộc tấn công của các tin tặc bắt đầu vào lúc 13 giờ 46 phút vào ngày 29 tháng 7 năm 2016 tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và 16 giờ 7 phút tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Khi đó, các màn hình thông tin thông báo chuyến bay ở sân bay quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất đã bị tin tặc tấn công trên hình ảnh và nội dung câu chữ xúc phạm Việt Nam và Philippines, xuyên tạc các nội dung về Biển Đông. Cùng lúc, hệ thống phát thanh của sân bay bất ngờ bị chèn nội dung kích động, đồng thời cũng phát đi những thông điệp xuyên tạc tương tự. Trên web của hãng hàng không Việt Nam cũng đã bị thay đổi nội dung, đồng thời phía cuối trong web có đường link dẫn đến một web writer chia sẻ ba liên kết để tải tập Excel chứa khoảng 411.000 thành viên Coke Lotus. Thậm chí, tài khoản của khách hàng còn bị lộ họ tên, ngày sinh, địa chỉ và một số thành viên còn bị lộ chức vụ, cơ quan công tác, số điện thoại. Tại các sân bay như Phú Quốc, Đà Nẵng, Nội Bài, Tân Sơn Nhất, khách hàng phải check-in bằng tay do Internet bị cắt để ngăn chặn hacker. Tại sân bay Nội Bài, tất cả các màn hình và loa phát thanh tạm thời ngưng hoạt động để ngăn chặn hacker phát thông tin giả mạo. Các hãng hàng không phải sử dụng loa tay để thông báo cho khách và hơn 100 chuyến bay bị ảnh hưởng, trong đó có hàng chục chuyến bay bị chậm từ 15 phút cho đến hơn 1 tiếng đồng hồ. Và thủ phạm gây ra cuộc tấn công được xác minh là do nhóm tin tặc 1937CN, nhóm hacker khá nổi tiếng và thuộc hàng mạnh nhất ở Trung Quốc. Đây là hình ảnh logo do nhóm hacker đưa lên màn hình hiển thị thông tin chuyến bay trong vụ tin tặc Trung Quốc đã tấn công vào các sân bay tại Việt Nam vào năm 2016. Thống kê từ web hcn.com, tại thời điểm vào năm 2016, nhóm hacker 1937CN xếp số 1 với tổng số 36.820 cuộc tấn công đã thực hiện. Cũng trên trang web này đã thống kê 32.484 cuộc tấn công với các nước láng giềng của Trung Quốc và chính phủ Việt Nam. Theo thống kê của hãng bảo mật BKA ở Việt Nam, ở thời điểm giữa năm 2015 cho thấy có khoảng 1.000 website của Việt Nam, trong đó có 15 trang của cơ quan chính phủ và 50 trang giáo dục đã bị tấn công mạng bởi nhóm tin tặc 1937CN. Trước đó, cũng vào tháng 5 năm 2014, khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển Việt Nam tuyên bố chủ quyền, nhóm tin tặc này đã tấn công hàng trăm website của Việt Nam. Và vào ngày Quốc khánh Việt Nam mùng 2 tháng 9 năm 2014, khoảng 450 website Việt Nam cũng bị tấn công bởi nhóm tin tặc 1937CN. 1937CN cũng chính là nhóm đã thực hiện vụ tấn công vào máy chủ DNS của Facebook và Thế giới di động trong tháng 8 năm 2013 trước đó, và khi thực thi chuyển hai tên miền Thế giới di động và Facebook.com tới trang website của hacker cùng với tuyên bố đầy khuyến khích. Tuy nhiên, vào ngày 30 tháng 7 năm 2016, trên trang web được cho là của nhóm 1937CN, nhóm này đã lên tiếng phủ nhận trách nhiệm trước các cáo buộc tấn công sân bay và hàng không Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Tư ngày 30 tháng 9 năm 2020 với bản tin Đột nhập mạng chính phủ Việt Nam, tội phạm Trung Quốc bị Mỹ tóm cổ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.